từ sau sự kiện gây những loài khủng long chết liên miên và tuyệt chủng, sự sống đã gần như không có. Nhưng chục tỷ năm sau, những sinh vật bắt đầu tiến triển và nảy nở. Trong phần đó, loài thú đã có quá trình tiến triển nhanh nhất tồn tại khoảng 6 triệu năm trước đây. Loài đó là những con vượn cổ. Vượn cổ có thể đi, đứng bằng hai chân, dùng tay cầm, nắm, ăn hoa quả. Một vài bộ xương hóa học của chúng đã được tìm thấy ở Đông Phi, Tây Á và Việt Nam. Sau một thời gian dài đã tiến triển, vượn cổ chuyển biến thành người tớ cổ, quá trình bắt đầu từ 4 triệu năm nay. Người tớ cổ đã có thể đi, đứng bằng hai chân, đôi tay tự do sử dụng công cụ lao động. Không chỉ thay đổi về cách sống mà cả hình dáng và cách suy nghĩ cũng phát triển. Hình dáng thay đổi từ phần trán thấp hẳn bật ra sau, u mày nở cao hoặc sọ đã lớn hơn và hình thành trung tâm tiếng nói trong não. Đây là hình thức tiến triển nhảy vọt từ cổ tới cổ và là thời kỳ đầu tiên của lịch sử loài người. Công cụ chính làm từ đá thô sơ, phát minh ra công cụ giúp biết chế tác công cụ lao động, biết giữ lửa và làm lửa, làm chính thức ăn, cải thiện căn bản đời sống. Qua lao động, bàn tay con người khéo léo dần, cơ thể biến đổi để có tư thế lao động thích hợp, tiếng nói thuần phục hơn. Người tố cổ có quan hệ hợp quần xã hội, sống trong hang động, mái đá hay là làm bằng cành cây, da thú. Sống quay quần theo quan hệ ruột thịt gồm 5 đến 7 gia đình, đó là 7 người nguyên thủy. Quá trình người tinh khôn bắt đầu từ khoảng 4 vạn năm trước đây. Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như người ngày nay, xương nhỏ, bàn tay nhỏ, khéo léo linh hoạt, hộp sọ và thể tích não phát triển, trán cao, mặt phẳng, cơ thể gọn và linh hoạt hơn, nên tư thế thích hợp hơn với các hoạt động phức tạp như con người. Lượng số đã tăng lên và rải dài ra ở khắp châu lục trên thế giới. Không chỉ thế mà cũng là bước nhảy vọt thứ hai. Cùng lúc xuất hiện những màu da khác nhau, da vàng, đen, trắng, đỏ, do thích ứng lâu dài của con người với hoàn cảnh tự nhiên khác nhau. Từ đó, người thiên khôn có thể làm được nhiều thứ hơn so với việc săn thú, như kè hai rìa của mảnh đá làm cho gọn và sắc hơn để làm rìu, dao, nạo, làm lao bằng xương cá, cành cây, cung tên thành thự lớn trong quá trình chế tạo và vũ khí xanh. Thức ăn cũng dần tăng lên, chủ yếu từ động vật, cư trú nhà cửa cũng xuất hiện. Giờ đây con người biết trồng trọt, chăn nuôi, biết khai thác từ thiên nhiên, làm sạch những tấm da thú để che thân, tìm thấy những chiếc khuy làm bằng xương, biết dùng đồ trang sức như vòng cổ bằng sò ốc, chuỗi hạt xương, vòng tay, vòng cổ chân, hoa tai bằng đá màu, xá bằng xương đùi lỗ, đàn đá, chống biệt da, vân vân. Từ đó vẫn còn chưa đủ vì con người không ngừng sáng tạo. Như đã không thành công nếu thiếu sự hợp tác với nhau, nên sống thêm bạn luôn có nhiều lợi ích sau này. Tới giai đoạn người tinh khôn, dân số tăng lên và đông đúc hơn, gồm 2-3 thế hệ trẻ là cùng chung dòng máu, được coi là thị tộc, những người cùng họ. Trong thị tộc, con cháu có thói quen tôn kính ông bà và ông bà cha mẹ chăm nuôi con cháu đầy đủ của thị tộc đến một vùng sinh sống thuận lợi như ven sông, suối và vân vân. Thường không chỉ có thị tộc mà cũng có bộ lạc. Bộ lạc là tập hợp một số thị tộc, họ sống cạnh nhau, có hàng với nhau và cùng có một nguồn gốc tổ tiên xa xôi. Giữa các thị tộc lại gắn bó giúp đỡ nhau. Công việc thường xuyên của bộ lạc là kiếm sống và săn thú. Những lần có săn thú lớn và chạy nhanh thì cũng hợp tác với nhau, luôn đòi hỏi sự phân công hợp lý và cần nhiều người hoặc táo bộ tộc. Và một điều không thể thiếu đó là sự phân chia và hưởng thụ công bằng với nhau. Mọi sinh hoạt đều làm chung, việc chung và ăn chung. Chỗ dùng
công cụ bằng đá, tre, gỗ. Người ta bắt đầu biết chế tạo đồ dùng và công cụ bằng đồng. Tây Á và Ai Cập biết sử dụng đồng sớm nhất. Đầu tiên là đồng đỏ khoảng 5.500 năm trước đây. Đến nay khoảng 4.000 năm, nhiều cư dân trên trái đất đã biết dùng đồng thau. Khoảng 3.000 năm trước đây, cư dân Tây Á và Nam Âu là những người đầu tiên biết đúc và sử dụng đồ sắt. Nhờ sự ra đời và tiến triển công cụ kim khí, tác dụng và năng suất lao động của nó vượt xa thời đại đồ đá. Nhờ có đồ kim khí, đặc biệt là sắt, người ta có thể khai phá những vùng đất đai trước kia không phá nổi. Có thể cày sâu cốt bẩm, sẽ gỗ đóng thuyền đi biển, sẽ đá làm lâu đài và nhiều công việc liên quan đến xây dựng cho sau này. Đó là một cuộc cách mạng sản xuất lần đầu tiên trong lịch sử loài người. Con người giờ đây có thể làm ra một lượng sản phẩm thường xuyên. Trong xã hội nguyên thủy, sự công bằng và bình đẳng là nguyên tắc vàng. Vì tình trạng đời sống còn quá thấp, nhưng khi bắt đầu có sản phẩm thừa thì lại không thể đem chia đều cho mọi người. Và trong xã hội thì mỗi thành viên có vai trò hoặc những chức phận khác nhau. Tuy nhiên những người này lợi dụng chức phận để chiếm một phần sản phẩm xã hội riêng cho mình. Khi chi dùng các công việc chung, chẳng bao lâu họ có nhiều của cải hơn người khác. Thế là tư hữu bắt đầu xuất hiện. Quan hệ cộng đồng bắt đầu bị phá vỡ và gia đình cũng thay đổi theo. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc nên đã có vai trò trụ cột và làm lấy quyền quyết định trong gia đình. Con cái lấy theo họ cha, khả năng lao động của các gia đình khác nhau dần tạo ra sự phân biệt giàu, nghèo. Xã hội nguyên thủy kết thúc và thay vào đó là sự ra đời thời đại có giai cấp đầu tiên, xã hội cổ đại. Tuy cuộc cách mạng vẫn đang tiếp diễn và sẽ tiếp diễn, sau này chúng ta vẫn còn là loài người không? Và nếu không thì thời gian sẽ đưa ta tới tận đâu? Chúng ta không thể đoán trước tương lai được.